thủ tướng chính phủ vừa có chỉ đạo khẩn yêu cầu bộ trưởng thủ trưởng cơ quan ngang bộ cơ quan thuộc chính phủ chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương giả soát tất cả chương trình kế hoạch đi công tác nước ngoài cân nhắc tạm hoãn các chuyến đi công tác nước ngoài trong thời gian này để tập trung chỉ đạo điều hành công tác phòng chống dịch bệnh thúc đẩy phát triển mạnh mẽ sản xuất kinh doanh